Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục theo dõi diễn biến tập 3, tập tiếp theo của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Vết Nám của tác giả Lê Nguyệt. Chúng ta cùng theo dõi xem sau khi thất tiết với người mình yêu có vẻ hơi dễ dàng thì tiếp theo Thu sẽ gặp những sóng gió gì trong cuộc đời của mình nữa. Và không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, mời quý vị cùng các bạn đến với tập 3 Vết Nám qua giọng đọc Đình Duy. Từ giã vũ ra về, Thu không chút biện dịn. Chỉ nhìn anh tha thiết một lần xem như vĩnh biệt, rồi trở về với Trang. Sau khi nghe Thu kể hết mọi chuyện, Trang nhìn cô bằng đôi mắt đức giật. Chẳng quay ngu như mày. Anh phải chịu trách nhiệm và phải cưới mày ngay lập tức, chứ không có viện lý do gì hết. Mày cũng đừng sĩ diện háo nữa Đời của người con gái đâu thể cho không như vậy được. Mày nghĩ có đứa con sẽ tránh được thằng cha dượng hả? Còn miệng đời làm chi? Ở dưới quê không chồng mà có con là một chuyện tay đình. Mày hiểu hơn ai hết mà. Với cái nghề nghiệp của mình bây giờ, mày ăn nói sao với đám học trò và phụ huynh đây? Mẹ e ngại thì để tao. Tao đi gặp anh Vũ. Thu dứt khoát. Không cần. Tao không xin dò tình thương của ai hết. Tự làm, tự chịu. Ít ra tao cũng không còn lo sợ một ngày nào đó bị thằng cha khốn kiếp đó hãm hiếp. Tao sẽ dũng cảm hy sinh. Sinh con ra mà không cần có chồng. Chắc gì đã có thai. Nhưng nếu có thai, tao sẽ xin nghỉ dậy, một lòng chăm lo cho con, vun vén gia đình và cho bo học hành tới nơi tới chốn. Đó mới là tâm nguyện của tao. Trang thương hại nhìn Thu, lắc đầu. Cô biết rất rõ rằng rồi đây, Thu còn phải đối mặt với biết bao điều phiền toái do một lần dại dột xa chân mấy hôm trước khi bo về mỗi ngày dì mười đều đến ngủ chung với thu và tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra đến ngày thứ năm thì tụng về gặp thu để hỏi tiền trả tiền viện phí cho thê mặc dù đã sẵn sàng chi trả cho mẹ nhưng vì ghét cái bản mặt của hắn nên cô cũng mắng mỏ vài câu ông có lúa sẵn trong bồ sao không bán ra mặt lo cho vợ đã như không có tôi thì ông làm sao tụng cười khinh khỉnh làm thu tức muốn lộn ruột không có mày thì tao đã có toàn bộ gia tài của bá rồi vậy mà cũng hỏi được đúng là ông không biết nhục thì ra ông cố tình hãm hại ba tôi chiếm đoạt mẹ tôi là vì nhắm vô cái gia tài của ngoại tôi chứ gì nhưng ông tính sai nước tờ rồi còn có tôi đây ông đừng hòng mày lo cho cái thân mày đi liệu hồn mà giữ kỹ đừng có ngồi đó mà chụp mũ tao ý ông nói là ông đang cố tình làm nhục tôi nữa hả thật đáng khinh. Ông cẩn thận coi chừng tôi đuổi ông ra khỏi nhà đó nha. Tụng phá lên cười. Sao mà thú căm ghét cái giọng cười của lão ta quá đổi? <laughs> Để coi ai ra khỏi nhà nha. Thu ngạc nhiên. Chẳng hiểu ông ta dựa vào điều gì mà dám lớn tiếng thách thức cô như vậy. Nồi nóng lên, cô nói. Bây giờ tôi nói rõ với ông đây. Tiền viện ông tự lo, bán lúa lo. Nếu gấp quá không lo kịp, thì tôi qua nhờ cậu bày cho ông mượn tiền nhưng ông phải làm giấy nợ cho cậu chừng mẹ tôi về tiền ăn uống thuốc men tôi lo vậy đi ý mày muốn nói gì tôi đã nói rõ như vậy ông cũng không hiểu nữa sao đừng hy vọng moi của tôi đồng bạc nào tùng đùng đùng đòi giận đứng dậy bỏ đi để coi mày trả lời sao với con mẹ của mày tùng đi rồi thu bực bội lấy ly rót một ly nước trong bình uống cạn xong leo lên võng nằm suy nghĩ đủ điều nhớ lại quyết định trao thân cho vũ và lời trách móc của trang cô bỗng cảm thấy lo lo mình mới 20 tuổi thôi có thể là chưa đủ chín chắn để bước vào đời mà đời là gì chứ thu cay đáng nghĩ tại sao ở từng tuổi này vẫn còn mẹ tiền bạc thì không cần phải lo lại lo đối phó với kẻ đầu ấp tay gối của mẹ tại sao làm mẹ mà không hề tìm hiểu và chia sẻ với con mình mẹ chỉ có hai đứa con gái sinh ra rồi quăng cho ngoại nuôi khi nó đã đủ lông đủ cánh tự lo cho mình được thì bà lại lôi về một tên khốn kiếp đe dọa con gái mình bỏ dứt mẹ ra khỏi đời sống được không mẹ cô làm được nhưng cô không làm được không những không đỡ từ bỏ mẹ mà cô lại còn phải gánh thêm một kẻ mà cô ghét cay ghét đắng luôn rình rập tìm cách hãm hại cô thu mơ mơ màng màng bỗng thấy vũ xuất hiện rồi không nói không rằng bế thốc cô lên đưa vào phòng thu tức giận cho là vũ sỗ sàng cô phản ứng nhưng sao tay chân mềm nhũn toàn thân như không có sức thu bàng hoàng hỏi anh cho em uống thuốc gì sao thuốc mê đó thuốc mê ở trong ly nước vũ cười khoái trá sau đó thực hiện hành vi đồi bại trên thân thể không có một chút khả năng tự vệ Thỏa mãn thú tính của hắn xong thì Thu thấy khuôn mặt Vũ dần dần rõ hơn. Cô đau điếng trong tim khi phát hiện ra tên cầm thú đó chính là Tụng. Lão ta vừa mặc đồ vào, vừa đưa mắt diễu cợt nhìn Thu, xong bỏ đi để cho cô căm thù tội nhục nhìn theo. Trong bụng giết lên, tao sẽ giết mày. Biết rõ là lão rồi nhưng làm sao tố cáo lão đây? Ai sẽ làm chứng cho cô? Hay lại mang vào tội vu khống vì với bản tính man trá đó, thế nào lão ta cũng tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm. Thì ra lão đã theo dõi và biết mỗi đêm đều có gì mười đến ngủ chung, nên giờ trò ban ngày bằng cách bỏ thuốc mê vào ly và khôn ngoan không bỏ vào bình sợ mang đi xét nghiệp. Đối phó với hạng tiểu nhân quỷ quái này thì phải càng quỷ quái hơn mới được. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Thu quyết định trả thù. Cô sẽ âm thầm làm một mình, không cho các cậu gì biết để tránh cho họ phải dính thiếu tới. Thu tắm gọi sạch sẽ, giờ hết vết nhơ trên thân thể, đánh một chút phấn, thoa một chút son, chủ động đi tìm từng. Cô sẽ mượn tay của từng để trừng trị tên khốn nạn này, bởi cô biết chỉ biết sức của mình và sự mù quáng của mẹ sẽ không làm gì được lão ta. Trên đường đi đến nhà từng phải đi ngang qua một khoảng ruộng lúa. Lúc này người ta vừa mới gieo mạ lên hơn một gang tay, nhìn màu xanh lá non mướt, thu chạnh lòng nghĩ đến chị em cô. Còn quá nhỏ để dẫn tân vào đường đời, nhất là bo. Nó như những cọng mạ xanh tươi, nếu không được cấy vào mảnh đất tốt, có đầy đủ nước phân thì sẽ ra sao? Một đứa bé dễ thương ngoan hiền như vậy, tại sao mang trong mình dòng máu của một kẻ thất phu? Thật đáng tiếc. Thù bất chợt đưa tay lên bụng mình. Cô lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới mình đã ngủ với hai người đàn ông liên tiếp chỉ cách nhau một đêm. Nếu như có thai thì đứa con đó sẽ là của ai? Mới hôm qua thôi, cô đã hy vọng mình mang thai với Vũ. Thì bây giờ cô lại rất sợ hãi nếu như mang thai. Ôi, tại sao chứ? Tại sao trên đời lại có loại đàn ông đê tiện như vậy mà mẹ cô lại đành lòng quên nghĩa tào khang với ba cô? Người mà ai nhắc tới cũng luôn tỏ ra thương yêu và kinh trọng. Thu, Thu! Nghe tiếng kêu đúng tên mình, Thu quay phát lại. Và lần đầu tiên cô mừng rỡ khi nhìn thấy từng thật là may hắn ta đang trên đường đi ra lộ lớn tay ôm khư khư con gà trống nòi hình như chuẩn bị đi đá độ thu giả bộ cúi gầm mặt xuống không trả lời để hắn tưởng rằng vô tình gặp cô ngoài đường từng hớn hở bước lại gần cô vừa ân cần vừa nham nhở em đi ở đâu khu vực này vậy tìm anh hả thu cóc mắt nhìn trừng trừng vào hắn tôi căm thủ anh tại sao chứ tại sao à anh biết ông tùng là người có ý đồ xấu với tôi nhưng không chịu vạch mặt ông ra để ông còn cơ hội làm nhục nhớ ấy đời con gái của tôi rồi anh biết không từng trận tròn đôi mắt hai tay rụng rời buông con gà trống rớt xuống đất con gà trống vỗ cánh bành bạch rồi phóng chạy thục mạng từng cũng không buồn nhìn theo thu ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc hắn cuống cuồng lên xà lại em nói cái gì vậy thu thằng cha làm gì em rồi thu tức tưởi Ông hại đời tôi rồi. Từng sừng sốt la lên. Ông dám làm như vậy hả? Việc gì mà ông không dám làm? Đây không phải là lần đầu tiên. Mấy lần trước bị tôi kháng cự kêu cứu, nên mấy cậu tôi chạy qua. Ông ta không làm gì được, nên trưa nay mới chơi theo kiểu tiểu nhân đó. Từng nghiến răng. Lão ta nói gả em cho anh, mà dám ăn trên đầu trên cổ anh vậy. Đúng là không có anh ra gì mà. Tại anh khờ, cái gì cũng nghe lời và tin tưởng lão, vô tình đã làm hại thế tôi. Bây giờ nhục nhã vậy, tôi làm sao dám nhìn mặt ai, làm sao dám sống ở trên đời nữa chứ. Tôi không còn trinh trắng nữa, anh cũng sẽ chê tôi. Nhục nhã này chỉ có nước chết mới mong rửa sạch. Từng quấn quáng. Nói gì bậy bạ vậy, anh đâu có chê bai em, nhưng dù sao cũng phải cho lão ta một bài học mới hạ ra anh. Tôi đã thề trong lòng, ai trả thù dùm tôi mối thù này, tôi sẽ hàm ơn người đó cả đời. Em không nói với mẹ sao? mẹ tôi sẽ không tin đâu và tôi cũng không muốn dùng beng cái vụ này càng lớn chuyện càng xấu hổ vậy em muốn anh làm gì cho em thu ngước mắt nhìn từng anh thật muốn giúp tôi trả thù à từng gật đầu một cách nhanh nhẹn đương nhiên rồi thu sửa bộ ngồi lại đối diện với từng hai tay ôm đầu gối nhìn sâu vào đôi mắt anh ta như để đong đo có bao nhiêu sự can đảm trong đó và vấn đề là anh ta có nhiệt tình để giúp cô hay không anh chỉ cần đi tìm lão hỏi cho ra lẽ hẹn tôi một chỗ nào đó để tôi dình nghe sau đó anh sẽ làm chứng những điều ông ta tự thú là được khi lão bị chính quyền xét xử tôi sẽ cho anh cơ hội có thể tới lui nhà tôi hy vọng một lúc nào đó mình sẽ là người một nhà còn bây giờ anh biết không lão chỉ lợi dụng anh để tống cổ tôi ra mong chiếm đoạt tài sản của ngoại tôi thôi vì nhà anh giàu có nhưng lão đã lầm vì nếu tôi có lấy anh thì tài sản này cũng vẫn là của tôi không chỗ lão đụng vào một xu Biết vậy nên lão mới cố tình làm nhục tôi đó. Từng vỗ vỗ vào tay Thu. Được rồi, em hãy tin ở anh. Nghe Từng nói như vậy, Thu yên tâm. Cô đưa ánh mắt chiều mến nhìn hắn một lần nữa, rồi từ dã ra về. Đình đình là sẽ mượn tay hắn để dằn mặt lão ta. Từng vẫn ngồi yên nhìn theo dáng Thu dần khuất sau dặn đứt. Thật ra, hắn không còn thiết tha gì với đứa con gái đã thất tiết với tên cha ghẻ như Thu nữa bởi vì ở vị trí như hắn giàu có đẹp trai hào hoa phong nhã thì chỉ cần đưa tay búng cái tách là cả bầy con gái trinh nguyên bu lại xin làm người nâng khăn sửa chấp cho hắn rồi nhưng cái lão tụng thì dứt khoát không được nhớ tới hắn muốn ăn tươi nuốt sống lão hoặc ít ra cũng đập cho lão một trận phôn máu bỏ tật ăn trên đầu trên cổ hắn cả gan dám động thổ trên đầu thái tuế hả à? tính ăn ốc bắt hắn đồ vò à đúng là coi hắn chẳng ra gì mà. Có thù không trả phi quân tử. Từng nói thầm trong bụng như vậy. Thu về tới nhà, mẹ cô đang ngồi ở bộ ván giữa, hờn rỗi khi thấy cô. Hôm nay mẹ xuất viện, con không ở nhà để nấu cho mẹ bữa cơm được sao? Bỗng dừng Thu thấy ghét cả hai người đang ngồi đứng trước mặt cô, rồi không giữ được bình tĩnh, cô đốt chát. Mẹ nói thử coi, có đứa con gái nào mới 20 tuổi đã bị cha ghẻ bỏ thuốc mê rồi hiếp dâm, mà làm như không có chuyện gì xảy ra với người đã gián tiếp đưa kẻ khốn nạn đó vào nhà không? Mẹ nói đi. The lộ vẻ kinh ngạc hết nhìn Thu lại nhìn Tụng. Nó nói gì vậy ông? Lão ta đóng kịch thật là giỏi. Nó nói gì có trời mới biết. Từ hôm bà nhập viện đến nay, có bà làm chứng. Tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh bà không rời ra một phút. Vậy mà nó nói, dám nói là tôi hãm hiếp nó mấy lần. Bà coi có phải nó ngậm máu phun người không? Nó đâu phải tây thi hay chim xa cá lặn gì mà tự hào như vậy tôi có vợ con đàng hoàng muốn ăn vụng cũng lựa chỗ lựa nơi chưa ai thèm cái bản mặt hám tài của nó nếu không muốn vợ chồng mình ở đây thì cứ nói mẹ nó một tiếng chứ có đâu đi bêu dếu tôi như vậy mặt mũi nào tôi đứng trong trời đất nữa kiểu này chắc tôi với bà hết duyên rồi quá thô tức mà không mở miệng ra được khi nghe chính mẹ mình lên tiếng bênh vực cho lão ta ăn đằng sóng nói đằng gió giết quen thật ở bệnh viện cả tuần nay ông ngày nào cũng có mặt để lo cho tao còn thời gian đâu mà trải về hãm hiếp mày dựng chuyện nói vậy bêu dếu cha mình để đuổi đi là trời không dung đất không tha đó nha thu uất ức khóc tức tưởi ai là mẹ mà vậy không mẹ không hỏi cho ra lẽ lại bênh ông còn có phải là cái thứ hai đặt điều này nọ không thì mẹ cứ hỏi cậu bảy gì mười rồi biết nửa đêm ông mò về làm gì chưa nói ông đến chùm ba bố vô đầu con rồi vác ra rừng đước tính làm nhục hôm đó nhờ thằng từng cứu chứ không tôi là con tiêu đời bữa đó rồi có đâu đợi tới hôm nay không tin mày đi hỏi thằng Tường đi. Tùng hét lên, át cả lời nói của Thu. Mày lại nói bậy cái gì nữa vậy? Ai ở đây không biết mày đang cặp bố với nó? Hai mày bị nó ăn rồi, cho nên kiếm chuyện đồ cho tao? Quả thật Thu không thể nào đoán được miệng lưỡi cháu chờ của lão ta. Cô cũng quyết định trở mặt. Vậy hôm nay mặt chó nào về hỏi tiền tôi đưa cho mẹ xuất viện? Mặt chó nào ngờ tay nhận của tôi 500 ngàn đồng? Không có tôi ông lấy mặt mo đóng tiền viên à? Tùng hoàn toàn bất ngờ trước thế phản công của cô lão ta trố mắt nhìn thu tao nhận tiền của mày hồi nào tiền viện là do chính mẹ mày đưa ra chuyện vậy mà nó cũng nói được đâu bà coi thử mấy chuyện kia có không thu sấn tới ông chắc là không có về đây không để tôi kêu người làm chứng cho ba mặt một lời the gạt ngang thôi chấm dứt tại đây đi ta mệt mỏi quá rồi con không ra con chồng không ra chồng từ nay cấm tuyệt không được nhắc tới thu uất ức bưng mặt khóc mẹ gì mà vậy không dung túng cho kẻ tiểu nhân làm chuyện đốn mặt trên thân thể con gái mình. Ông qua mặt mẹ đồ thứ, gạt tên bạc của con, hãm hiếp con mà mẹ nói là cấm không cho nhắc tới. Vậy ai trả danh dự cho con đây? Con nói cho mẹ biết, tới nước này rồi, con thưa cho ông ở tù Mộc Dương luôn. Tụng ngạ cười ngạo mạn. mày lấy gì làm chứng cớ để thưa tao? Có ai nhìn thấy không? Có để lại mách mối gì không? Mắc cười, chứng mà bày đặt trọi với đá. Tao thách mày đó con kia, có chứng mang tội vu khống người khác đó thân mày cũng không tốt lành gì đâu, cái thứ đồ con gái hư. Sao ông biết tôi là con gái hư? Nhìn bộ dạng mày là biết rồi. Cần phải hỏi nữa hả? The giết lên. Bây giờ có im đi không? Chưa đổi nhục cái sao mà còn lá um sùm? Tôi không phải là đồ câm liếc nhá. Báo cho mấy người biết. Đừng có hòng qua mặt tôi. Giờ dĩ tôi làm thinh là vì muốn gia đình êm đẹp. Chứ thật sự như thế nào tôi nắm rõ trong lòng bàn tay này. Thu mừng rỡ. Mẹ tin con phải không mẹ? và trái tim cô đau nhói khi tên lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn vào Thu. Tin gì mà tin? Là tao nói mày đó. Thu không nhịn nổi nữa, cô đứng bật dậy, dõng dạc tuyên bố. Được, hai người hè nhau hiếp đáp tôi thì tôi không còn gì để nói nữa. Nỗi nhục này tôi sẽ gánh chịu, nhưng bắt đầu từ ngày mai, hai người phải dọn khỏi nhà này chỗ khuất mắt tôi. Mày đuổi mẹ mày hả? Đúng đó, không có mẹ con gì ở đây nữa. Là mẹ mà không biết bảo vệ con mình để cho người ta trà đạp là mẹ mà luôn luôn tìm cách tranh giành tài sản với con thì tôi không cần cái thứ mẹ như vậy thè phóng xuống ván thu ngạc nhiên nhìn bà ta không biểu lộ một chút đau đớn nào của một người vừa nằm viện về bị sai khớp chân tao đố con nào dám đuổi tao đi đây là nhà của má tao nơi tao đã sống từ nhỏ đến lớn mày là con tao mà hở ra là đuổi mẹ mình đi là sao không có mẹ mình gì ở đây nữa hết bà không đi à tôi sẽ mời chính quyền tới can thiệp vậy thôi không nói nhiều mày nói là sẽ lo cho con bo mà giờ đuổi cha mẹ nó đi ăn nói sao với nó đây bà đừng lôi con bé vô nó cũng lớn rồi tự nó hiểu chuyện cha mẹ gì chứ sinh nó ra rồi bỏ bê không có ngoại tôi chắc là nó đã bị vợ chồng bà chôn sống rồi tôi chưa từng thấy cha mẹ nào như vậy không có cha mẹ không chừng bo sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn này tôi nói cho hai người biết tôi cấm hai người đụng tới em tôi tôi có thể nhịn nhưng dớ mà bo là tôi liều mạng với hai người đó tụng ngầm lên mày đừng hòng nó là con tao Tao có ra khỏi nhà cũng dẫn nó theo Tài sản mày phải chia đôi cho nó À thì sao ông thương yêu gì tôi Ông nhìn tôi với hy vọng sẽ được chia ra tài chứ gì Vậy là ông hố rồi Tôi đã làm giấy từ chối kế thừa tài sản Nguyên vọng của tôi là được đi học tới nơi tới chốn thôi Mọi người nhìn lên Thấy bò đang sách và lì đứng đó lắng nghe từ lúc nào cho đến khi chẳng thể nhịn được, nó đã lên tiếng cứu nguy cho Thu. Thu xót xa, sự thật bao lâu nay che đẩy phút chốc vơi bày rõ ràng trước mặt Bo, nhưng cô cũng thầm cảm ơn sự xuất hiện kịp thời của nó. Ít ra nó cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cô bấy lâu nay. Bo đã 15 tuổi rồi, với cái tuổi này nó đủ nhận biết ai đối với mình ra sao. Bo quăng vali lên ván, sán lại ôm lấy thu, khóc quà. Em đi có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện lớn cho chị rồi, đừng nhân nhượng nữa chị, đối với những chuyện như vậy không thể bỏ qua được đâu, đừng vì họ là cha mẹ của em mà khó xử với kẻ đê tiện như vậy không đáng mặt làm cha và lại về luật pháp em và ông ta không có quan hệ gì hết em không có cha khai sinh cha vô danh chị nhớ không những lời bo nói thật sự làm trái tim thu ấm lại sau những bẽ bàng mà người mẹ ruột đã gây ra không đợi cho tụng bà the kịp lên tiếng bo tiếp lời chuyện này có gì đâu mà khó xử tôi mời những người đã nhìn thấy ông trở về nhà ra làm chứng xem ông chạy đi đâu từ bệnh viện về đây chẳng lẽ ông độn thổ được à? bò chưa dứt lời thì ly trà bay vào mặt nó nước văng tung tóe và cái ly cắm vào mũi bò nó đau tiếng nhưng lại mỉm cười thấy chưa chị có tật giật mình đó thu hoảng hốt đưa tay chạm vào mũi bò em có sao không em vái cho mình có sao vái cho có đổ máu để xem mẹ phản ứng như thế nào nhưng em đã nhìn ra rồi chị trên đời này em chỉ có một mình chị là người thân duy nhất của em thôi dù có như thế nào thì em cũng sẽ ở bên cạnh không cho ai làm tổn thương chị thu ôm cứng lấy bò nước mắt tuôn dòng dã không thể cầm lại được. Đây là niềm vui, là lẽ sống của cô. Thu mừng vì Bo đã đủ bản lĩnh để đứng trước sự thật phũ phàng hiện tại. Tụng tức tối đã văng cái ghế lầu ra cửa, buông tiếng chửi thề. Nó dạy hư con của tôi rồi, bà thấy chưa? Nó coi trà nó như kẻ thù. Cái thứ con như vậy hồi đó tôi kêu bà bỏ đi để diệt trừ hậu họa mà bà không nghe lời, giờ bị trả báo rồi. Bo giận xanh mặt. Vậy sao? Nếu như hồi đó bỏ cho tôi chết mất giác thì hôm nay lấy cớ gì ông được vô trong nhà này để dài ngắn... The dãy đành đạch, vò đầu bứt tóc gào lên. Mấy người làm ơn để tôi yên. Vừa mới ở bệnh viện về là phải gặp cái vụ này. Vài bữa nói không được sao? Cậu bảy, cậu chín và dì mười nghe ồn nào nãy giờ cũng đã qua, đứng trước cửa nhà sau bo một chút và cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Bèn bước vào. Tao lấy tư cách là cậu của hai đứa nhỏ nói với vợ chồng bay như vậy. Chuyện con thu nó vừa trình bày thấy có tin hay không. Tao biết trong lòng bây hiểu rõ, nhưng sự thể đã ra nông nỗi này, thì thằng Tụng không ở đây được nữa đâu. Tụng giận dữ cắt ngang. Đây là chỗ nhà của người ta, anh có quyền gì mà xen vô, bày đặt dạy đời. Ủa, không phải tao vừa mới nói rồi sao? Tao có nhiều tư cách lắm nghe chưa? Trước hết tao là cậu của tụi nó, sau đó tao là người được ngoại đó ủy thác thực hiện di trúc. Tao lại là người chính mắt nhìn thấy thằng chó bị đập mấy cây bỏ chạy trong đêm ta cũng tận mắt thấy thằng chó đó hồi trưa về nhà hai lần, lần đầu ung dung, lần sau tậm thụt nhân trộm. Nói như vậy đủ chưa thê. The im lặng, cậu bày nói tiếp. Di trúc của dì hai, không cho vợ chồng bay về đây ở. Do chuyến rời dông bão nằm sập nhà, con thu nghĩ tình cho về tá túc tạm thời. Sau đó sửa chữa nhà cờ lại, sẽ dọn đi. Nhưng tụi bây lợi dụng tình cảm của con cái, ở ly cho nó nuôi, đã bày còn giờ cho đôi bại ngay trong cái nhà này. Thu quyết định đúng, vợ chồng bay phải dọn đi, trả lại sự bình yên cho chị em nó đùm bọc với nhau mà sống. Thè quay phát lại nhìn cậu định gây chiến, nhưng chẳng hiểu sao bà ta lại gục đầu xuống, cất giọng thiểu não. Trời ơi, tôi đang giàu sầu ruột sầu gan mà anh lại chế giàu vô lửa chi nữa anh bảy. Chuyện gì cũng để tôi lành lặn rồi tính, chứ giờ dò càng như vậy mà đi đâu. Thu lại thấy ghét. Rõ ràng ban nãy, cô thấy bà nhảy phốc khỏi súng ván một cách mạnh bạo không hề tỏ vẻ đau đớn gì. Cuối cùng, với sự can thiệp của các cậu và dì, thề ra sức năn nỉ, thống nhất trong vòng 3 tháng sau, họ sẽ dọn đi, vì đòi hỏi phải có thời gian để cất lại căn nhà đã bị sập trên đất của ba Thu. Sau 2 tháng, Thu cũng vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ phía từng. Cô chỉ nghĩ rằng hắn hèn kém vì sợ tục, mà hoàn toàn không biết rằng hắn đã tìm gặp lão ta. Và cũng với dòng điệu mà lão đã nói với The, còn bay về thêm ra để tự biện hộ cho mình. Lúc này từng cũng đang có mục tiêu đeo đuổi khác nên không còn thiết than gì về chuyện của thu nữa nhưng sau hai tháng thu phát hiện ra mình đã có thai cô cuống cuồng tâm trạng như điên dại không biết phải xử trí làm sao không biết phải nói phải tâm sự với ai tất cả mọi điều ngoại trừ trang sau khi nghe xong trang cũng như thu nhưng cô bình tĩnh hơn đưa ra một ý kiến mà cô cho là thượng sách phải bỏ cái thai thôi thu vẫn ngồi yên nghe trang phân tích khi nghe mày thất thân với anh vũ là tao đã cảm thấy mày suy nghĩ nông cạn rồi lại còn có ý định có con với anh ấy trong khi không muốn kết hôn nữa khuyên thì sợ mày giận mà không nói thì tức không chịu được bây giờ lại bị cha ghẻ bồi thêm một cú nữa hỏi cái bào thai này mày liệu có giữ được không lỡ như sinh ra cái bản mặt của nó giống như hệt thằng trai thì làm sao đây liệu mày có thương yêu nó không hay bổn cũ lặp lại như mẹ mày thượng sách là bây giờ chưa có hình dạng, phải là tức bỏ nó đi. Bằng không sau này sẽ chuốc lấy biết bao nhiêu phiền phức, mà mình hoàn toàn có thể tránh được. Nghe lời tao đi Thu. Thu bẩn thần. Thật ra cô không còn mong đợi đứa con này nữa. Nhưng điều Trang nói cô hiểu rõ và không cần đắn đo. Thu nói với Trang. Được, tao về dặn dò bao vài chuyện rồi trở lên nhờ máy đi cùng để giải quyết nó. Vậy đi nha. Ba hôm sau, Thu trở lên tìm Trang. Nhưng lại một lần nữa lại nhận thêm tin dữ. Vũ qua đời trong một tai nạn xe ở Sài Gòn. Thu rụng rời chân tay. Từ lâu cô lúc nào cũng nghĩ rằng tình yêu mình dành cho anh không đủ lớn để có thể hy sinh bất cứ điều gì. Nhưng khi hai tin anh không còn trên thế gian này nữa, cô mới phát hiện ra. Cuộc đời mình từ nay vô cùng tẻ nhạt. Sẽ phải đau khổ và thương nhớ triền miên về mối tình đầu hỏi rằng cô có ân hận không khi đã trao đời con gái cho anh thì thu sẽ nói rằng không phải nếu như đêm đó anh chẳng làm gì thì hôm sau cô cũng sẽ bị tên khốn kia làm hại bây giờ dù cô không đủ dũng khí đi dự đám tang anh nhưng cô sẽ đủ dũng cảm để mang trong mình giọt máu của anh đúng là của anh chỉ là của anh thôi và cô không cho phép ai tìm hiểu nguồn gốc hoặc xét nghiệm adn đứa bé nó sẽ vĩnh viễn là con của cô và Vũ, dù là mang trong người dòng máu của ai. Quyết định như vậy rồi, cô bày tỏ cho Trang nghe. Trang thừa người ra suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thua cuộc. Tùy mày thôi. Theo ý tao là nên bỏ. Thời gian rồi mọi chuyện sẽ chìm vào quyên lãng, mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường. Anh Vũ cũng chỉ là một thùa của tình người, không sao tránh khỏi mà thôi. Mày sẽ quên anh và yêu lần nữa. Vậy thì tội gì phải lướng cướng tới đứa con sinh ra mà không dám chắc cha nó là ai? Nhưng tao tôn trọng quyết định của mày. Tôn trọng, chứ không ủng hộ. Tao hứa sẽ bảo đảm bí mật này để mày yên tâm nuôi con. Nhưng phải ngờ trường hợp thằng cha biết mày có thai, sẽ phiền lắm đó. Mày yên tâm. Khi bụng lớn lên, tao sẽ lên đây thuê nhà trọ để sinh con. Cứng cáp mới mang nó về. Ai giảng co lắm lời, tao sẽ không tha họ. Mày được có cái miệng. Thua trắng thằng cha tụng rồi còn ở đó mà ba hoa. Thai được năm tháng, Thu đã cảm nhận một mầm sống đang ngọ nguậy bên trong cơ thể mình. Cô nghĩ đã đến lúc phải đối diện với sự thật, bèn tâm sự tất cả cùng Bo. Bo nghe qua điếng hồn, sừng sốt nhìn chị mình. Trời ơi, khổ rồi chị ơi. Ông mà nghe chị có bầu thế nào cũng gây phiền phức cho chị, nhất là mẹ. Mẹ không thể nào chấp nhận được đâu. Mặc dù mình không nói ra, nhưng Ngày đẻ, giờ đẻ lại trùng khớp với ngày giờ xảy ra chuyện thì ai mà không nghi ngờ. Tính sao cho tròn vẹn đi chị ơi. Sinh con ra mà không có cha cùng nuôi. Như chị em mình, đừng để bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác. Dù sao thì anh Vũ cũng đã chết rồi. Chị thiếu gì cơ hội làm lại cuộc đời. Tội gì phải mang trong mình một vết nám không thể tẩy xóa được vậy chị? Thu trừ mến nhìn bo với cái nhìn ngưỡng mộ. Vết nám vừa bước vào tuổi 16 thôi mà nhận thức của nó đã rõ ràng, thể hiện bản lĩnh của một đứa con gái chín chắn chứ không như cô. Chuyện gì cũng cả nể. Đoán trước rào sau, để cuối cùng nhận lấy kết cuộc thê thảm như vậy. Nước mắt lưng tròng, cô tự biết mình đang dấn thân vào ngõ cụt, nhưng thầm tâm chỉ muốn giữ lại kỷ niệm với người mình yêu, nên mặc dù Trang và Bo khuyên đủ thế nào, cô vẫn giữ vững lập trường của mình. Bo đành bất lực, chấp nhận theo nhưng nó lại nói nếu chị đã quyết vậy rồi thì cần gì đi đâu để sanh đẻ cứ việc ở lại đây trước sau gì mọi người cũng sẽ biết cứ dũng cảm mà đối mặt với thực tại lúc nào em cũng sẽ kề bên để bảo vệ chị không cho ai được quyền xúc xiểm và điều quan trọng nữa là chị cũng nên cho cậu gì biết để lỡ như ông ta có giờ trò chỉ có cậu mới đủ tư cách và sức mạnh để đối phó thôi lần đầu tiên thu cảm thấy mình nhỏ bé và khờ dại trước bo cậu sẽ chửi chị thà rằng như vậy Chứ chỉ bỏ đi cậu càng chửi hơn. Nói với cậu biết đâu, cậu sẽ có những biện pháp hay hơn. Cậu cũng sẽ kêu chị phá bỏ cái thai thôi. Đúng, vì đó là phương án tốt nhất. Nhưng nếu ý chị đã quyết thì chắc chắn là cậu cũng sẽ bảo vệ chị. Theo như em biết, ông tùng rất cần có đứa con trai mà mẹ mình không sinh được. Nếu như chị sinh con trai mà ông ta cho rằng đó là con của ông, em chắc chắn thế nào ông cũng sẽ tranh giành hoặc là để chị nuôi để sau này thừa hưởng gia tài nhưng sẽ tìm cách nhận con. Mặt thu đánh lại, đó là con của chị và anh Vũ Không ai được quyền nhìn nhận Còn đây đi chi chị Nhưng chị cũng đừng lo quá Nếu ông nhận con là thừa nhận ông đã từng hiếp dâm chị Chừng đó luật pháp sẽ can thiệp Chắc là ông ta sẽ không có cái gan đó đâu Thu vuốt tóc bo Em ngoan lắm Bo Sau này nhớ tự giữ mình Đừng ngu ngốc buông thả như chị nghe không Em không như chị Đối với em cái gì cũng phải rõ ràng Nếu em là chị Thì lần đầu tiên khi ông ta toa dập với thằng Từng Là về tới nhà em đã la làng lên rồi Lần sau lúc đập cho ông mấy câu, em cũng la lên cho xóm xóm biết, để lần sau ông có bỏ thuốc mê hãm hiếp chị, có đủ chứng cứ mà tố giác ông. Đằng này chị làm thinh. Em biết chứ, biết chị nghĩ cho em, vì ông ta là cha em. Nhưng cha như vậy, em không cần, là do chị chưa biết tự bảo vệ mình. Động tới em, dù ông là ai, cũng sẽ mập mình, chứ không dẫn được đâu. Chị em bàn bạc xong, bèn kéo nhau qua nhà cậu Chín tìm cậu Bảy và dì Mười thu cảm thấy nhục nên không dám mở lời thú tội với các cậu mà để cho bo tường thuật lại vụ việc nghe qua cậu bày đùng đùng nổi giận la mắng thu té tát dì mười nhẹ nhàng khuyên nhủ anh mình khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má đứa cháu dại khờ thôi dù sao cũng dị lỡ rồi anh bây giờ nó quyết định để đứa nhỏ này ra mình là bề trên của nó thì dù không khuyên nhủ được cũng nên ủng hộ bảo vệ nó kèo nó nông nổi mà làm chuyện dại dột. Thôi, nếu như chấp nhận được nhục, thì đi đâu cũng nhục, cứ bình tĩnh mà đè ở nhà. Dì sẽ tới chăm sóc cho đứa nhỏ, có gì và hai mợ, con cũng nên yên tâm. Thằng đó mà lén vén, có mấy ông nhà mình, nó cũng không dám làm gì đâu. Cậu Chín hứ cái cốc, đố trà nó dám làm gì. Vụ kia là cái án treo lơ lửng trên đầu nó. Bày đặt giờ cho nữa, phen này ở tu mục xương từ hôm dọn ra riêng còn ra vác mặt về cái xóm này đâu vậy là thu yên tâm để cho bào thai mỗi ngày một lớn lên trong bụng cô dẹp bỏ tự tôn đến gặp ban giám hiệu trình bày hoàn cảnh của mình tất nhiên là dấu biệt chuyện tên cha dượng chỉ nói là ba đứa bé đã qua đời do tai nạn xe nên muốn giữ lại một kỷ niệm với người đã mất để xin phép nghỉ dài hạn không nhận lương vốn dĩ thu là một giáo viên giỏi có năng lực và được lòng mọi người nên hiệu trưởng đồng ý giúp cô được nghỉ thai sản khi gần ngày sinh. Cái bụng mỗi ngày một lớn, đến tháng thứ 8 thì vợ chồng Tụng đã biết, tin đó như một cú trời giáng đánh vào đầu the. Bà biết chắc tác giả bào thai không ai khác hơn là tên chồng khốn nạn của mình. Nhưng the đưng đường bao nhiêu thì Tụng lại mừng rỡ bấy nhiêu. Lão ta cấm tiệt không cho The động chạm tới chuyện bầu bì của Thu bởi lão luôn chối phăng hành vi hôm đó của mình. Lão nói, nếu thè làm dùm lên, có nghĩa là thừa nhận lão đã cưỡng bức thu. Nhục nhã như vậy, lão chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Nghe tụng ham he như vậy, thè tức lắm, nhưng không dám cãi. Bà ta sợ cô đơn tuổi xế chiều, chẳng ai bầu bạn. Nhưng nhịn là nhịn tụng thôi, còn thu thì không thể được. Thè tìm gặp cô. Từ ngoài cửa đã chửi xối xả khi thấy cô đang ngồi trên ván ve vuốt cái bụng sắp đến ngày sinh nở. Tốt đẹp quá. Con gái như mày làm xấu hổ cả họ hàng. Thu vênh mặt. Xấu hổ thiệt đó. Con gái mà mang cái bảo thai với cha dượng, Tranh chồng với mẹ mình không xấu hổ sao được. Thè tức tối nắm lấy tóc Thu định đánh. Thì bo trong vòng bước nhanh ra. Gỡ tay bà la lên. Bà làm cái gì vậy? Cậu bảy ơi, qua coi nè. Mày kêu ai? Con hư, tao là mẹ, chạy dỗ không được sao? Ai có quyền nhà vô đây tao kêu bằng ông nội. Cậu bảy vừa qua tới. Nghe nói vậy liền bước vào, Ông nội đây này. Tôi nói cho mấy người biết, mấy người dung túng con tôi để nó hư hỏng, bụng mang dạ chửa mà không có chồng như vậy, mà xứng đáng làm cô bác nó hay sao? Đó là chuyện của nó. Nó đã hơn 20 tuổi rồi, đủ để định đoạt cuộc đời mình, bất cứ ai cũng không được quyền sen vô. Nhất là người làm mẹ vô trách nhiệm như cô. Đi về mà ôm hết thằng chồng đê tiện của mình đi, chớ nhiều lời ở đây, không ai nghe đâu. Thè chưa kịp nói thêm câu gì thì Bo đã ôm vai bà đẩy ra ngoài, bà làm ơn, đi về đi, trả lại sự bình yên cho chị em tôi. Từ nay cấm, không cho bà tới lui nhà này nữa nghe không? Đừng có viện lý do mẹ con gì ở đây nữa hết. Về đi bà. Thế hẳn học ra về, buông lại những câu rùa xả kinh người. Thu mẹ tròn con vuông, sinh ra một thằng bé trai bụ bẫm, ba ký. Dì mười, mợ bảy và mợ chín luôn có mặt trong những ngày ở bệnh viện. Và khi rước về nhà, cũng tận tâm, tận lực chăm sóc cho mẹ con cô. Bò ngoài giờ đi học về nhà lại xà vào nhìn đứa bé. Càng nhìn nó càng cảm thấy không có nét nào giống tục mà chỉ thấy giống thu. Nó van vái sao cho thằng bé là con của Vũ thì Thu sẽ được an ủi vô cùng. Mỗi lần nhìn con, trong Thu quên hết bao nỗi buồn phiền tủi nhục. Cô chỉ thấy hạnh phúc khi thằng bé mỗi ngày mỗi lớn, nhanh nhẹn, khôi ngô, sáng sủa. Và quan trọng là rất giống Thu, từ đôi mắt vương vương nỗi buồn sâu kín đến nụ cười hiền. Thu sung sướng, đặt tên nó theo họ mẹ, Phùng Kế Vinh. Nhưng nó quá sức luyến thoáng, buông cái này bắt cái kia, không bao giờ chịu ngơi tay, nên dì Bo gọi nó là thằng Tép. Tép là niềm vui của chị em Thu, khi nó biết đi lẫm bẫm là đeo dính lấy dì Bo. Ngoài giờ đi học thì Bo là bạn chơi chung với Tép. Thu đã đi dạy lại, Tép được gửi cho bà Mười để chơi với mấy cậu nếu những gì bo bận đi học. Cuộc sống của cả gia đình luôn vui vẻ và vợ chồng Tụng cũng không còn tới làm phiền. Một hôm Trang từ gà mau về thăm mẹ con Thu. Cô ngẩn ra nhìn Tép, ánh mắt lộ vẻ vui mừng nhưng không nói ra với Thu. Trang cẩn nhằn sao không cắt móng tay cho bé rồi nói gì đó với Bo. Hai chị em hí hừng cắt móng tay chân cho Tép, sau đó Trang gói lại cẩn thận cất vào ví. Khi Tép gần 2 tuổi, thì hai lần bị bắt cóc. Rất may là đều được giải cứu kịp thời. Cậu bảy đem vụ việc báo lên ủy ban nhờ công an theo dõi điều tra, nhưng vẫn không tìm ra được nghi phạm. Các cậu và chị em Thu đánh giá là do ông Tụng hoặc The mướn người làm với hai mục đích khác nhau. Tụng muốn lưu đứa bé đi để sau này nhìn con trai, còn The thì muốn đem nó bỏ vào chùa hoặc cô nhi viện tránh hậu hoạn về sau. Chờ lúc nào Thu thấy lo sợ như vậy. Đối với Thu bây giờ, Tép là tất cả, cô không cho phép ai cướp nó ra khỏi mình, cho dù kẻ đó là ai. Nhưng lần sau cùng Tép bị bắt cóc đã đẩy Thu rời khỏi quê hương xứ sở của mình. Thường vào buổi chiều, khi mẹ bà dì Bo núi húi cơm nước, Tép thơ thần ra đứng chắp hai tay sau đít đi tới đi lui bờ kênh bông súng, nhìn những cô bác nhổ từng cọng súng cột ngay ngắn để ngày mai mang ra chợ bán. Hôm đó cũng vậy nhưng bấy giờ chưa có ai nên tép buồn muốn đi xa hơn mà không dám phần vì có nhiều cây cầu nhỏ bắc ngang mương từ nhà này sang nhà khác mà nó chưa tự tin có thể vượt qua được phần vì mẹ nó cấm đi xa nên thằng bé chẳng có gì chơi rồi nó thấy một chiếc ghe nhỏ đậu cách đó không xa trên ghe là người đàn ông đưa tay ngoắc ngoắc tép bốn dĩ đi chưa được giỏi và nói cũng chưa rành lại ít khi được đi ghe nên mừng rỡ lon ton lại gần tên kia bèn cặp ghe sát bờ ân cần đỡ nó lên cho ngồi vào lòng rồi nổ máy ghe chạy ngược ra sông lớn thằng bé khoái trí la rùm lên mẹ ơi con đi chơi nha thu nghe tiếng máy nổ và tiếng con la lên hai trẻ em bước ra nhìn thấy thằng bé ngồi gọn lòn trong lòng gã đàn ông xa lạ với bộ dạng thích thú thì điếng người cô la làng bà con ơi nó bắt cóc thằng tép rồi vừa la làng chị em cô vừa chạy thục mạng theo trước ghe nghe tiếng kêu của thu bà con hai bên đường túa ra thấy tép đang vui vẻ nhảy nhót trên ghe máy của người đàn ông lạ đội trước nón nỉ che khuất khuôn mặt chỉ còn lộ ra cái cằm với hàm râu đen sậm thì biết có chuyện xảy ra mấy thanh niên đền phóng xuống ghe nhà bơi đuổi theo nhưng hắn ta chạy bằng ghe máy nên cách ra một khoảng vừa bơi họ vừa hò hét cho bà con hai bên bờ kinh tiếp ứng chặn lại thằng tép nhìn cảnh giật đuổi như vậy vui quá đứng dậy rời khỏi lòng gã đàn ông, vỗ tay cười vang. Nhưng khi thấy gì và mẹ chạy theo khóc la làng, mới cảm thấy lo, lại còn nghe mọi người réo nó. Nhảy xuống con, nhảy xuống lại lên để ra sông lớn là tiêu đó. Tên bắt cóc nghe vậy lật đật trồm tới định ôm lấy tép. Nhưng lúc này nó bỗng khôn ra, lách mình né tránh, khiến ghe bị trao đi, hất nó văng xuống nước. Thằng bé khóc váng lên và được hai thanh niên vớt kịp thời. Gã đàn ông kia vừa ra được sông lớn, tức mình đập tay lên mạn thành ghe, buông tiếng chửi thề rồi rông tuốt. Thằng tép được đưa lên bờ, quần áo ướt sũng, thì chị em Thu cũng vừa chạy tới. Thu ôm lấy con, vừa khóc vừa đánh vào mông nó. Mẹ dặn con sao, không được đến gần người lạ, không có mấy chú thì con bị bắt đi mất rồi con gì. Hai ngày trôi qua, Thu vẫn chưa hoàn hồn, không có bắt được kẻ đã bắt cóc tép nên công an cũng không có chứng cứ để tình nghi ai. Thu cảm thấy lúc nào con của cô cũng có thể bị đe dọa. Thu không nghĩ ra thủ phạm là ai, ngoài là mẹ mình và ông Tụng. Nhưng nếu như họ đã có ý định như vậy, thì trước sau gì cô cũng sẽ mất con. Chỉ bằng bây giờ cô sẽ đem nó đi thật xa, nuôi cho nó lớn thêm một chút, rồi sẽ cho nó vào trường đội trú ở Sài Gòn. Để khi bo vào đại học sẽ tiện việc tới lui dòm ngó cháu. Cô đem suy nghĩ của mình nói với Bo và các cậu. Ban đầu ai cũng phản đối, nhưng cuối cùng vì Thu quyết liệt quá, cũng đành phải thuận theo ý cô. Thu dặn dò Bo tỉ mỉ, gửi gắm em vào nhà cửa cho cậu, rồi Thu xếp lên đường. Thu dặn Bo, nếu như có gì gấp, hãy đến tìm Trang, vì chỗ Trang có điện thoại. Cô sẽ gọi về thường xuyên để biết tin tức nhà, và cô cũng sẽ sắm cho mình một cái điện thoại di động mang theo. Bo khóc, nhưng Nga nổi chị cứ yên tâm, lánh mặt một năm, chờ nó tốt nghiệp cấp 3, rồi chị em sẽ sum họp. Hôm sau, Thu lên Cà Mau ghé Trang, nói cho cô ấy nghe về mọi chuyện. Trang vốn không thích cách giải quyết của Thu, nhưng trong tình huống này, đành phải ủng hộ bạn mình thôi. Mới buổi sáng Thu lên, buổi chiều Tụng đã có mặt ở nhà Trang. Lúc ông ta tới, thằng Tép đang ngồi trước ngưỡng cửa chơi với con mèo tam thể của Trang. Ông ta nhìn vào nhà thấy Trang và Thu đang xì sầm to nhỏ chuyện gì. Không để ý đến nó, bèn bước tới bế sốc lít thằng nhỏ. Tép nhớ lời mẹ dặn, không được tiếp xúc với người lạ nên khóc thét lên. Thu nhìn ra cửa thất kinh hồn vía, phóng ra, rằng lấy con, la lên. Ông làm cái gì vậy? Tùng vẫn giữ chặt tép trong tay, né người có một bên, hung hồ trừng mắt ngó Thu. Ai cho phép mày đem con tao đi? Trang tức tối ngằn giọng. Con của ông à, ông có dám trước mặt mọi người nhìn nhận nó không phải đồ đế tiện nhìn ấy không nhìn là chuyện của tao nhưng không ai được quyền đưa nó đi khỏi tầm kiểm soát của tao được thu rít lên thì ra bao lâu nay ông vẫn đinh ninh nó là con của ông và ông đã cho người năm lần bài lượt bắt cóc nó sai bắt cóc gì chứ đúng tao biết nó chính xác là con tao chứ không có đinh ninh gì giáo mặc dù mày cũng không còn trinh trắng gì nhưng theo ngày danh thắng đẻ của nó thì phải là con tao Chính vì vậy mà tao mới để cho nó sống trong chăn êm nệm ấm. Việc gì mà bắt cóc chứ. Nhưng hôm nay mày lưu đi chỗ khác là không được. Phải nhanh chóng đem nó trở về ngay. Thu hiểu rồi. Cô tin là lão ta thật sự không có dính líu gì đến chuyện mấy lần bắt tép. Đây là sự sắp đặt của mẹ cô. Bà đã không nghĩ đến đứa cháu ngoại mà chỉ muốn diệt trừ đi hậu hoạn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời bà sau này. Thu tức giận. Cô cao có nói. Vậy thì ông nên về dạy lại vợ mình. Chính bà ta đã nhiều lần làm tổn thương thằng nhỏ cho nên tôi phải đưa nó đi chỗ khác, ở lại được sao? Chuyện đó ta sẽ tự có cách giải quyết, bây giờ mà nhanh chóng đem nó về liền cho tao. Nghe lão ta nói, thù sôi dục căm hờn, nhưng vì tép còn trong tay lão nên chưa dám nặng lời. Trang tranh thủ lúc lão ta đôi co với thù, vòng ra phía sau lão, nắm một chùm tóc giật mạnh. Theo phản xạ, tụng tưởng là Trang giành lấy thằng tép nên quay phát đi. Cố giữ lấy thằng bé và nắm tóc trên tay Trang theo sự kháng cự của lão mà chóc một lớp da lớn, máu theo đó tuôn ra xối xả. Thu hoàng kinh, nhưng trang rất bình tĩnh. Khiêu chiến trong lúc tụng kinh hoàng, đặt thằng tép xuống, đưa tay vuốt mặt, máu đỏ cả bàn tay lão. Để tôi báo công an dùm cho ông, nhanh lắm. Chỉ cần một cú điện thoại cho 113, và một phút 30 giây, họ sẽ có mặt. Nếu như ông can đảm nhận tội danh hiếp dâm thì ông cứ chờ ở đây mà nhận con. Tùng cam tức nhưng không dám tranh cãi với Trang, vì lão cho rằng đây là địa bàn của cô, cho nên lầm bầm trong miệng những câu chửi thề rồi ôm đầu máu ra về. Tới cửa, lão dừng lại. Tao lại mày, Thu, làm ơn đừng đưa nó đi đâu xa. Thu và Trang nhìn nhau, hai cô ngầm hiểu ai là hung thủ gây ra những vụ bắt cóc thằng Tép. Trang đắc ý cười nghiêng ngửa đưa tròn tóc có dính miếng da đầu của tụng lên ngắm nghía. Phơi khô giữ lại, có khi cần dùng đến. Hôm sau, vẫn giữ ý định cũ, Thu từ dã Trang lên đường. Ban đầu cô định đi lên Sài Gòn, nhưng vì lạ nước lạ cái và sợ cảnh phồn hoa đô hội nhiều cám dỗ nên cứ đi mà không có mục đích đến cuối cùng lại lạc vào cái ấp nghèo có gia đình cù cư ngụ kể xong tất cả mọi chuyện không hề giấu giếm điều gì xong thù đưa mắt nhìn cù anh ngồi đó trầm ngâm chân thành lắng nghe cô từ đầu đến cuối không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến thu dùng mình hổ thẹn cô chờ đợi anh nói vài lời nhưng anh vẫn lặng thinh môi mím chặt như đang suy nghĩ lung lắm thu đành mở lời trước em ngu dại quá phải không anh cổ gật anh dê dê ngón tay trỏ lên bàn đó là thói quen khi anh suy nghĩ về vấn đề trọng đại thu rụt rè hỏi theo anh em có nên trở về không không về thì bo sẽ nghỉ học à nhưng tôi tin tính cách của bo và với sự ủng hộ của các cậu bo không dễ gì bỏ cuộc đâu ý anh là sao cô quay lại. Anh sửa thế ngồi đối diện Thu. Giọng nói nghiêm trang, dứt khoát của một người hiểu chuyện và từng trải. Bây giờ thế này. Thu háo hức chờ lắng nghe ý kiến của cô. Bỗng nhiên khi nhìn Thu, cô thấy trước mặt anh bây giờ không còn là một Thu âm thầm lặng lẽ cố nín chịu những cay đắng của số phận như anh đã từng trông thấy, mà là một Thu của sự căm hận và nung nấu ý định trả thù. Nhìn sâu vào mắt cô, anh hỏi Trước khi nghe tôi trình bày Cô nói thử xem mình định làm gì khi trở về Cà Mau Thu mím môi quả quyết Em sẽ tìm gặp hai chú đồng sở hữu đất Với ba mẹ em Về lấy lại miếng ruộng mà lão ta đang canh tác Còn mẹ cô Mẹ không bảo vệ được bo Làm ngơ dung túng cho ông ta hết lần này đến lần khác Mẹ không xứng đáng ở trên mảnh đất của ba em Họ không đi thì cô làm sao Họ phải đi Chính quyền sẽ can thiệp Đúng, chính quyền sẽ can thiệp nhưng với điều kiện cô phải có đầy đủ yếu tố hợp lý nghe qua những lời kể của cô tôi chưa chắc cô sẽ có can đảm rất tình máu mù với bà mặc dù cô biết chắc bà đã từng ra tay với tép thằng tép có khả năng rất lớn là con của lão tụng vì chắc chắn trang đã đem móng tay của nó và tóc của lão ta đi xét nghiệm adn rồi nếu là con của vũ thì đã báo cho cô hay nhưng đừng tuyệt vọng bởi vì từ lúc cô bỏ đi tới giờ vẫn chưa liên lạc về cho trang mà phải không phải em quên kể cho anh nghe Hôm đó do tranh giành và xô sát, lão xô em chú nhủi té sấp vào cạnh cửa, nên gãy hết hai cái răng, rớt điện thoại di động ra ngoài, lão ta rằng lấy rồi đập tan nát, em chỉ còn lượm lại được cái sim. Cô ngước lên, anh đã nhìn thấy cô chống hai cái răng từ lâu. Anh trầm chậm, chậm nói. Ngày mai, tôi sẽ cùng cô về. Không quen biết thì thôi, số phận đầy đưa cho tôi gặp cô, thì coi như mình có duyên làm anh em. Đầu tiên, tôi sẽ cho cô mượn tôi làm chồng bởi vì chỉ có chồng mới có tư cách can thiệp vào đời sống cá nhân của mẹ con cô được. Đừng nghĩ tôi có ý lợi dụng, thưa nước đục thả câu, phải dạy cho tép kêu tôi bằng ba, và tôi chính là cha đẻ của nó. Tụi mình quen nhau khi tôi mỗi năm mỗi vào mua lúa. Sau vụ việc hiếp dâm thì mỗi lần tôi vô, mình giống như vợ chồng ở chỗ tôi hay tới lui. Lúc biết mình có con chung, tôi đưa cô về ra mắt mẹ chồng xong sẽ lên đánh tiếng với các cậu xin cưới. Có như vậy ông ta mới không dám bắt nạt cô nữa. Ngày mai, mình sẽ ghé ngang Sài Gòn để tìm gặp hai ông chú trình bày vụ việc mà xin ý kiến. Tôi tin là hai chú sẽ theo cô về Cà Mau để giải quyết chuyện đất đai. Xong, tôi sẽ có cách bắt ông Tụng khai nhận hành vi xấu xa của ông ta đối với cô. Tới đó tính tiếp. Nếu như cô tin tưởng tôi, thì nhất định phải nghe theo tôi mới hoàn thành kế hoạch tống cổ lão ta ra khỏi cuộc đời và không còn là mối đe dọa cho cô nữa. Thu mừng rỡ nhưng lại đắn đo. Anh đi với em rồi, bác và bé Dung tính sao? Cô yên tâm, mẹ tôi còn khỏe và Dung cũng ngoan. Tiền bạc cũng thoải mái để họ không làm gì cũng đủ sống vài tháng. Mấy chuyện như này mẹ tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Tối hôm đó, cô tóm tắt kể lại cho bà Bảy nghe chuyện về Thu và nêu ý định của mình. Dù không cản ngăn, nhưng bà có vẻ tần ngần. Cô hiểu ý động viên mẹ hãy tin tưởng vào bản lĩnh của anh. Bà Bảy miễn cưỡng gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Bết Nám của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.